sớm nghe Sở Dương chiếu binh, trong chuyện này ắt phải có lý do. Nhưng triều đình thì sao? Vẫn cứ trông chờ vào may mắn. Bây giờ phải làm sao hả? Ê, môi hở răng lạnh. Chứ dù không nhắm vào Đại Tống mà đến thì chúng ta cũng nên có chuẩn bị trước. Nếu sớm đóng binh ở đây, đâu đến mức để quân Liêu ngạo mạn ngang ngược tới như vậy chứ. Vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ nhiệm vụ cấp bách chính là báo tin cho triều đình, tức tốc điều binh đối phó chuyện này. Ta đã phái người đưa thư cho Hạng tướng quân, nhờ hắn tử thủ Nhạn Môn Quan và xin triều đình phái binh đến chi viện. Bên phía Cái Bang, ta đã nhờ Bồ Câu đưa thư cho bốn vị trưởng lão, lệnh cho đệ tử Cái Bang ta lập tức chuẩn bị. Nếu như cần thiết, hãy chi viện mọi lúc. Hơn nữa kêu gọi đồng đạo võ lâm, nếu như có thể, phải nhanh chóng đến biên cương Liêu Tống cùng nhau chống giặc. Dạ. Mấy người đừng lên đây mà. Ta giết người rồi. Trời ơi, có người trèo lên đây đúng không? Ta lỡ tay đánh chết người rồi. Trong nhà của hắn nhất định có nương tử, người già trẻ nhỏ. Sau khi biết được tin tức này chắc chắn sẽ rất là buồn. Ta làm sao có thể không có lỗi với họ được. Người cũng có nương tử, người già trẻ nhỏ đúng chứ? Phụ mẫu của ta thì có, nhưng mà ta không có nương tử. Nếu bọn chúng trèo lên đây thì sẽ giết chết ta và ngươi, có phải không? Phần lớn sẽ giết. Cho nên ngươi thà rằng để người khác giết chết cũng sẽ không giết người hả? Một cô nương à, giả sử nếu như chỉ là bởi vì ta tuyệt đối sẽ không đồng ý giết người đâu. Có điều à, ta không cho phép họ làm hại tới cô nương. Tại sao chứ? Tại vì cô nương đã cứu ta, cho nên là ta nhất định phải cứu cô. Ta hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời. Nếu có nửa câu giả dối, ta sẽ giết chết ngươi ngay. Trong lúc ta hôn mê, ngươi có dán khăn che mặt của ta không? Không có. Thật sự không có? Thật sự là không có. Bởi vì lúc đó ta một lần muốn chữa trị vết thương sau lưng của cô nương, cho nên là không có nghĩ tới chuyện này. Vết thương? Ngươi bôi thuốc cho ta? Đúng vậy. Cô nương, cao yên chi đó của cô đúng thật sự là rất hữu dụng. Ta thật sự không thể ngờ nó lại là thuốc kim sang đó. Tiểu nhân bị ổi, người dám sờ vào da của ta, còn nhìn lưng của ta nữa. Người tay một cô nương à? Đây, một cô nương. Thank you.
nghe thấy gì chưa? Người Liêu lại đến xâm phạm rồi. Đúng vậy, thời gian chưa tới 2 ngày đã đánh đến bên ngoài Nhạn Môn Quan rồi. Ban chủ cái bang Kiều Phong và không ít cao thủ đã đi trợ giúp rồi. Quyền Tịch đại sư du ngoạn ở ngoài cũng đã vội vàng trở về để giúp đỡ. Quyền Bi đại sư cũng dẫn theo các đệ tử tới đó giúp đỡ. Kinh văn giảng dạy hôm nay các con nghe hết rồi chứ? Dạ, dạ hiểu. Di Đà chủ cần chú trọng là sức mạnh, giống như cái cây cao to này. Con là hư trúc đệ tử của Tuệ Lân sao? A Di Đà Phật. Thái sư thúc, đệ tử hư trúc muốn được đi cùng thái sư thúc đến Nhạn Môn Quan. Thiếu Lâm tự nhiều sư đệ như vậy, đến lúc nào cần một người quét dọn như ngươi chứ? Đúng vậy, đây không phải là đi đọc kinh quá duyên, chút võ công đó của ngươi đi theo để làm gì? Con có thể làm gì thì làm cái đó, cho dù là vận chuyển đồ đạc, chẻ củi nấu cơm đều có thể làm. Thái sư thúc, mặc dù đệ tử võ công thấp kém nhưng con có sức lực, tóm lại có thể giúp đỡ được chút ít. A Di Đà Phật, chúng sinh đều có Phật tính, có cây cũng có Phật tính, đó gọi là chư pháp bình đẳng. Nếu như cỏ cây với chúng sinh đã không khác nhau, người với người, cần gì phải phân cao thấp? Đệ tử đã hiểu. Đi lĩnh hội đi. Dạ. Tại sao con lại muốn đi Nhạn Môn Quan? Con từng nghe sư phụ con nói là ông trời có đức hiếu sinh. Lần này đệ tử nghe nói quân Liêu xâm lược, nhất định sinh linh đồ thán. Ngày đó Phật Thích Ca Mâu Ni lấy thần cho hổ ăn, đệ tử cũng là người xuất gia, cũng nên có giác ngộ này mới đúng. Cho dù dốc một chút sức lực nhỏ bé, tóm lại cũng tốt hơn. Đáng tiếc, đáng tiếc mà. Ta thấy con lòng dạ ngay thẳng, tâm tính độ lượng, tinh tình nhân phẩm cũng đều hiếm có vô cùng, vậy mà lại bị xem thường, không được coi trọng, thiếu đi tư chất luyện võ. Hiểu rõ mùi vị của cuộc sống còn quá ít, học Phật pháp cũng khó có đột phá. Nói đến chuyến đi Nhạn Môn Quan này, e là ta cũng chỉ cứu được 1/10 mà thôi. Thiên hạ chúng sanh rơi vào nghèo khổ nhiều vô số kể, lấy thân cho hổ ăn, hà tất gì ở đây hay là tới đó chứ? Đệ tử đã hiểu rồi. Công tử à, Nam Diện đại dương của nước Liêu gần đây đóng quân ngoài Nhạn Môn Quan, hình như đã sắp có hành động. Công tử, hiện giờ nỗi sợ của Tống với Liêu càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có tương truyền rằng một Liêu đấu được 4 Tống. Bây giờ nước Liêu tấn công biên giới, hay là chúng ta tới đó trợ giúp, cũng thể hiện oai phong của Mộ Dung gia chúng ta, có lẽ có thể thu hút một số giang hồ hảo sĩ cũng không biết chừng. Đặng đại ca nói rất có lý, đám người ăn mày đó cậy mình thông tin nhanh nhạy, kháng lại quân Liêu ở khắp nơi, kiếm được chút danh tiếng trên giang hồ. Lần này chúng ta phải cho đám người Liêu đó biết quy phong thật sự là như thế nào, không để đám người trên giang hồ cảm thấy công tử nhà chúng ta công bằng tên họ Kiều đó. Hey, không phải, không phải. Chúng ta chỉ tạm thời ở đất Tống, Liêu cũng được mà Tống cũng được, ai thắng ai thua thì có liên quan gì tới chúng ta đâu. Thế cục càng loạn đối với chúng ta càng có lợi, chi bằng chúng ta ngồi xem đám ăn mày đó trai cọ đánh nhau với quân Liêu. Chúng ta ngồi chờ ngư ông đắc lợi, đây mới là thượng sách đó. Tam ca nói rất có lý, chúng ta cứ tới bên ngoài Nhạn Môn Quan trước xem thử tình hình rồi mới định đoạt. Dạ. Người đó là ai? Nội công thật thâm hậu. Trời ơi,
Người này lợi hại quá. E là hôm nay ta không sống nổi. Nếu ngươi sợ thì mau chạy đi, không cần lo cho ta. Mộc cô nương, cô cũng xem thường Đoàn Dự ta quá rồi ha. Mặc dù danh dự của họ Đoàn ta không được đẹp, nhưng mà không đến nỗi ta là người như vậy. Danh dự ngươi không tốt là ta nói giỡn với ngươi thôi. Ngươi cũng không cần chết chung với ta. Nếu như ngươi có thể sống tiếp thì khoảng thời gian sau này có thể nhớ tới ta một chút, vậy là được rồi. Chết nè. Ê Mộc cô nương, người đó lợi hại dữ lắm. Ông ta trèo lên đây được rồi nè, chúng ta phải mau chóng đi thôi. Không kịp nữa rồi. Ngươi mau chạy đi, không cần lo cho ta. Được rồi, được rồi. Ta, hai người chạy không có thoát đâu. Rốt cuộc ông là ai? Lão tử là Nam Hải Ngạc Thần, võ công ở trong thiên hạ. Đừng thương mấy, không cần các ngươi phải quản. Chuyện ác của lão tử các ngươi cũng đã biết rồi, có đúng không? Đứng sau lưng ta. Hả? Ông ta có hại cô hay không? Với công phu mèo cào đó của ngươi, có thể đấu lại Nam Hải Ngạc Thần sao? Một cô nương, cô nghỉ ngơi trước đi ha. Cô yên tâm, ta tự có cách mà. Ha. À, thì ra danh xưng của ông là Nam Hải Ngạc Thần hả? Nghe danh đã lâu, như xét đánh ngang tai. Tại hạ mấy ngày nay cũng quen được không ít anh hùng hảo hán, nhưng mà thật sự thì võ công của ông đúng là rất lợi hại. Ta ném mười mấy viên đá xuống đầu của ông, vậy mà một viên cũng không trúng nữa. Võ công của ông đúng là cao cường, thật sự là vô cùng tài giỏi. Tiểu tử, mắt nhìn không tệ đó. Hôm nay ta không thèm giết ngươi, cút đi. Được, nhưng mà ông tha mạng cho ta, tha luôn cả mạng của một cô nương nha. Cút đi. Ta hỏi cô, tiểu sát thần tôn Tam Bá có phải cô giết hay không? Không. Không sai. Nó là đệ tử yêu quý của ta, cô có biết hay không? Trước khi giết không biết, bây giờ thì đã biết rồi đó. Vậy cô có sợ ta không? Ta không sợ. Nam Hải Ngạc Thần, nè, địa vị giang hồ cao như vậy, chắc ông sẽ không ra tay với một cô gái đang bị thương chứ. Ta khinh. Ta nghe nói võ công của cô rất mạnh, làm sao mà có thể bị thương được chứ. Bốn người họ đánh một mình ta, nếu như là Nam Hải Ngạc Thần đương nhiên là không vấn đề. Nhưng ta chỉ là một tiểu cô nương, tất nhiên là không được rồi. Đúng là mất mặt. Bốn người mà đánh một, làm gì có đạo lý vậy chứ. Có đúng không? Đúng ha. Ông xem, một anh hùng hảo hán giống như ông đây nè. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói anh hùng hảo hán. Ngươi nói lại một lần nữa coi. Anh hùng hảo hán. Ác nhân. Ác nhân. Đúng vậy. Ta là một ác nhân. Ngươi nhìn không ra hả? Ta chính là một ác nhân. Ngươi không phải người rất thông minh hay sao? Sao mà ngươi ngốc nghếch vậy? Trời ơi, ngốc chết đi được, ngốc chết đi được. Đáng giết mà. Đúng rồi, ông á, ông là một người đại ác nhân không thể ác hơn. Người đại ác giống như ông á, làm sao mà chấp nhận được đạo lý bốn người đánh một người, có đúng hay không? Đúng là như vậy. Lúc đó hả, lão nhân gia không có ở đó. Nếu như mà ông có đó ha, nhất định một tay một người bẻ đứt gân gãy xương cốt của bọn họ luôn rồi. Không thể nào. Ta làm sao không thể đánh đứt gân gãy xương của bọn chúng được chứ. Ta nhất định rắc rắc rắc, khẽ cổ từng đứa tới nỗi kêu rắc rắc rắc. Ê, có phải người không tin không? Ê, ta tin. Hay là ta bẻ gãy cổ của ngươi xem thử. Thử thì chắc là không cần đâu ha. Như vậy mới đúng chứ. Ông xem, ông là người đại ác đến mức mà không thể ác hơn được nữa, có đúng không? Bọn họ gọi ông là Nhạc lão nhị, theo ta thấy nên gọi ông là
Nhạc lão đại mới phải chứ. Hả? Hả? Nhạc lão đại thì thôi đi, ta vẫn thích biệt danh là nhạc lão nhị này hơn. Ta là người đại ác tới mức không thể ác hơn, nhưng mà ta cũng có đạo lý của người ác. Ôi da. Người nói đi. Cô ta là một nữ tử, ta không thể đánh cô ta. Hơn nữa cô ta còn đang bị thương. Vậy cho nên ta không giết cô ta có được không? Được, được. Đợi tới hôm khác lúc có nhiều người, ta sẽ đem cô ta bẻ gãy cổ rắc. Cũng được. Cẩn thận đó. Dạ lên. Không đúng. Ê, ta nghe người khác nói cô vẫn luôn đeo cái khăn che mặt này. Trước giờ chưa từng thấy qua dung mạo của cô. Nếu như có người nhìn thấy, không phải cô giết người đó thì là gả cho người đó. Hả? Đúng là vậy sao? Trời. Đúng thì sao? Vậy ta hỏi cô, ông ta ba có phải nhìn thấy diện mạo của cô cho nên mới giết nó? Hắn là đồ đệ của ông, tính khí của hắn đương nhiên ông phải biết. Nếu như hắn ta có một phần công lực như ông thì ta không thể nào giết hắn được. Nói cũng có lý. Chết tiệt thật. Tôn Tam Bá chết vậy, ta tất cả cực khổ dạy dỗ hắn 10 năm. Thời gian 10 năm này coi như uổng công rồi. Không được, ta phải báo thù cho hắn. Có phải hắn nhìn thấy dung mạo của cô không? Nói. Đương nhiên là không rồi. Vậy được, ta phải xem thử dung mạo của cô. Ta muốn xem thử rốt cuộc là cô xấu xí hay là một tiểu tiên nữ. Ê, này nè, trời ơi, thôi, ngưng ngang đi. Này nè, khoan đã. Nè, ông là một người đại ác, tiếng tăm lẫy lừng trên giang hồ. Sao có thể làm ra chuyện hạ lưu bị ổi như vậy được? Đương nhiên rồi, ta chính là một người ác mà. Cô nhanh chóng tự cởi đi, đừng để ta động tay. Ông thật sự không xem không được hả? Sao cô lại nhiều chuyện vậy? Có thể ta không giết cô. Ta có thể bẻ gãy đôi chân của cô trước, sau đó tới bẻ gãy đôi vai của cô. Như vậy được rồi chứ? Trời. Chết tiệt thiệt. Vậy mà lại dám ra tay trước hả? Vậy được, vậy ta phải cởi khăn che mặt của cô, rồi sau đó là y phục của cô. Không đúng. Ê trời ơi. Không. Không đúng. Nhạc lão nhị, ông không thể nào ức hiếp một nữ nhân đã bị trọng thương như vậy được. Ai kêu cô ta ra tay trước? Cô ta ra tay, ta không được đánh trả. Cô ta ra tay, ta đánh trả lại không được hay sao? Đúng rồi, đương nhiên là không được rồi. Bởi vì ông là người có quy tắc. Ông đã nói quy tắc của chính ông là không giết người không có sức đánh trả, không phải sao? Đúng vậy. 8 chữ này có thể thay đổi hay không? Không thể. Vậy nếu như thay đổi thì phải làm sao? Vậy thì ta chính là một con rùa không kiếp. Tốt quá rồi. Vậy thì hay quá. Một cô nương à, ông xem, ông không đánh một cô nương, một cô nương lại dùng tên độc bắn ông trước. Đây không gọi là đánh trả, mà gọi là ra tay trước. Nếu như ông ra tay đánh một cô nương trước, nhưng một cô nương đã bị trọng thương, chắc chắn không có sức để mà chống trả. Cho nên á, một cô nương có sức tấn công nhưng mà không có sức chống trả. Nếu như ông giết một cô nương, vậy chính là phá vỡ quy tắc của chính ông, thì ông chính là một con rùa khốn kiếp. Người dám mắng ta là con rùa khốn kiếp hả? Ông xem, nếu như mà ông phá vỡ quy tắc của mình rồi thì ông chính là con rùa khốn kiếp. Còn nếu như ông không phá vỡ quy tắc của mình á, thì ông không phải là con rùa khốn kiếp rồi. Cho nên á, ông có thích là một con rùa khốn kiếp hay không còn phải xem ông có phá vỡ quy tắc của mình hay là không. Ta là con rùa, người nói lại lần nữa coi. Trời ơi, không phải là ông rất thông minh hay sao? Ta nói nếu như mà ông thay đổi quy tắc của mình á, thì ông chính là một con rùa khốn kiếp. Còn nếu như ông không phá vỡ quy tắc của mình á, thì ông không phải là một con rùa khốn kiếp. Ông có thích là một con rùa khốn kiếp hay không còn phải xem quy tắc của ông như thế nào kìa. Có tin là bây giờ ta giết ngươi luôn hay không? Ta không có sức chống trả. Bây giờ ông á, cứ giết ta đi.
Ta không để cho ngươi không ngờ được. Ta sẽ không giết ngươi. Mau, bây giờ cô mau chóng cởi khăn che mặt ra. Ông muốn xem dung mạo của ta thì phải hỏi trưởng phu của ta trước. Hả? Hả? Ta từng thề độc rằng nam nhân nhìn thấy diện mạo đầu tiên của ta, nếu ta không giết hắn thì phải gả cho hắn. Người này đã thấy dung mạo của ta, ta không nỡ giết chết hắn. Thì đành phải gả cho hắn thôi. Một cô nương. Vậy quá tốt rồi, bây giờ ta không cần giết con nữa. Ta sẽ giết phu quân của cô, cũng coi như là trả thù cho đồ đệ của ta. Qua đây. Ôi, nè. Ông. Tuyệt thiệt. Hả? Gì? Sao? Nè. Thiệt trời. Trời. Giống ta quá đi. Mày giống ta quá vậy. Ông đang làm gì vậy? Lời ông vừa nói ta nghe không hiểu gì hết á. Ông võ công cao cường, mà ta thì sức tay trói gà không chặt. Dễ ngoài của ông. Nói tóm lại, hai chúng ta tướng mạo không có gì để giống nhau hết á. Ngươi tay dài chân dài, hơn nữa eo cũng rất là tuyệt. Còn có đầu của ngươi nữa nè. Ngươi sợ thứ giống y như là ta vậy đó thôi. Tôn Tam Ba đó chết là đúng rồi. Ta nói cho ngươi biết, nam hai bọn ta cả đời chỉ nhận một đồ đệ. Cho nên là hắn á, hắn chết là đáng. Nếu như hắn không chết thì khi ta phát hiện ra ngươi, ta cũng sẽ giết chết hắn thôi. Nè, qua đây, mau dập đầu ba cái cho ta. Nhanh lên. Anh bái ta làm sư đi, ngươi chính là đồ đệ của ta. Tại sao ta phải bái ông làm sư vậy? Ê, trời ơi, ngươi có diện mạo giống ta. Mà, dập đầu ba cái là được rồi, ta chính là sư phụ của ngươi. Trời ơi, đúng là quá đáng thật mà, ông. Ê, mau ra đây. Nè, hai bà già kia tới đây làm gì? Tới để chúc mừng ta nhận đồ đệ hay sao? Ta đến đây để bắt con ả tị nhân đó, để báo thù cho mọi người. Người dám! Bây giờ cô ta là phu nhân của đệ tử ta. Bà muốn động vô cô ta, bà cứ thử đi. Còn không mà cút đi. Hả? Ta thật sự không thể bái ông làm sư được. Ta đã có sư phụ rồi. Nói nhiều. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VION.